Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Và ngày hôm nay thì mình rất vui khi có một vị khách mời ngồi tại đây cùng với Ninh ở một cái view rất là đẹp trên tầng 6 của Hàm Cá Mập, đó chính là chị Nam Eo. Cười gì? Trong clip tuần trước thì Ninh đã hứa với các bạn là trong tuần này sẽ giới thiệu cho các bạn về những bí kíp chụp ảnh buổi đêm cùng với Huawei P30 Pro. Sau khoảng 2 tuần sử dụng thì Ninh thực sự rất là thích, và bây giờ thì Ninh đã coi Huawei P30 Pro là cái điện thoại chụp ảnh chính của mình rồi. Vậy thì chụp ảnh đêm như thế nào đẹp và làm thế nào để có thể có những bức ảnh đêm thật là lung linh huyền ảo, thì hãy cùng với cả Nam Eo ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xuống phố Hà Nội và chụp một vài bức ảnh. Vì bất cứ chiếc điện thoại nào cũng cần thời gian để phơi sáng nếu mà các bạn chụp buổi tối, nên là cái việc đầu tiên mà các bạn cần làm, cái bí kíp đầu tiên đó chính là phải cầm chắc điện thoại để không bị rung khi chụp ảnh. Tuy nhiên là sau một tuần dùng cái chiếc điện thoại này của Ninh thì mình thấy là Huawei P30 Pro có tốc độ phơi sáng cực kỳ nhanh, cho nên là kể cả chụp buổi tối thì các bạn cũng không sợ bị rung. Và bí kíp thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn sẽ phải tìm cái vị trí chụp ảnh làm sao cho thuận lợi nhất để có thể sắp xếp được chủ thể vào trong bố cục một cách hài hòa. Chủ thể của các bạn thì có thể là vật hoặc là người, nhưng bao giờ các bạn cũng phải căn cho cái chủ thể ở giữa hoặc ở 1/3 khung hình. Như thế thì tổng thể bức ảnh của bạn sẽ dễ nhìn và hài hòa hơn. Có một điều mình cực kỳ thích ở Huawei là các chế độ chụp zoom sẽ giúp chúng ta có thể chụp được ảnh trong điều kiện khó nhất. Hoặc là đơn giản thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một ví dụ về việc chụp zoom 50x đỉnh cao nhé. Bây giờ mình sẽ zoom vào một cái logo thương hiệu ở tít phía đằng cái tòa nhà kia kìa. Đó. Rồi bây giờ thêm một ví dụ khác nữa đi. Các bạn có bao giờ tò mò xem là ở mái của tháp rùa có cái gì vào buổi tối không? Để mình zoom thử ra xem nhá. Mẹ đâu rồi? Mái đâu? Với những bức ảnh chụp cảnh thì rất đơn giản, nhưng mà với những bức ảnh chụp người như chúng mình thì việc chọn background là cực kỳ quan trọng. Ngày hôm nay thì chúng mình có chọn những bộ trang phục rất là đơn giản, đó chính là áo phông trắng này, rồi quần jean màu xanh sáng màu, đi một đôi sneaker trắng và một vài phụ kiện nho nhỏ. Các bạn thấy không? Cái chiếc Huawei khi mà cầm lên thì mặc dù là trang phục của bạn rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn rất là thu hút ánh nhìn. Dù mặc bộ trang phục màu gì thì các bạn cũng nên chọn background đơn giản, và cái màu sắc của background phải tôn lên cái bộ đồ của các bạn. Nếu background bị rối và không rõ chủ thể thì các bạn hoàn toàn có thể chụp chế độ chân dung xóa phông, và nhớ là thử hết các hiệu ứng bokeh của điện thoại nhé. Bí kíp thứ 3, chúng ta phải tận dụng mọi nguồn sáng. Các bạn nên chọn chỗ nào sáng nhất để có được một bức ảnh đẹp. Nhưng mà tuy nhiên là đừng quên lấy nét điểm và phải cân bằng ánh sáng. Nhưng mà thật ra là với Huawei này thì bởi vì là nó có chế độ hỗ trợ chụp đêm nên là hoàn toàn không phải lo về vấn đề đấy lắm. Các bạn có thể chụp thường và bật AI lên hoặc là chuyển sang chế độ chụp đêm. Thì như vậy dù các bạn đứng ở bất cứ đâu, rồi bất cứ ánh sáng nào, các bạn vẫn có thể chụp được đẹp và màu sắc vô cùng sống động. Ngoài ra thì Ninh cũng sẽ chỉ cho các bạn thêm một số những cái tips chụp ảnh siêu đặc biệt từ các cái tính năng khác của Huawei. Các bạn chỉ cần vào chế độ chụp ảnh, sau đó chuyển đến tab khác và chọn vẽ bằng ánh sáng đây. Thì sẽ có 4 chế độ cho các bạn là về giao thông này, đây là graffiti ánh sáng,
đây là màn nước bạc và đây là vệt sao. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài ví dụ nhé. Ninh sẽ thử chụp chế độ vệt giao thông. Các bạn nhớ khi chụp chế độ này thì buộc phải gắn tripod để không bị rung trong quá trình chụp nhé. Còn đây là chế độ graffiti ánh sáng thích cực kỳ. Các bạn chỉ cần lấy flash, điện thoại hoặc là đèn pin hoặc bất cứ cái gì phát sáng rồi vẽ lên không trung thôi. Thử mày mò mà xem, đỉnh nhưng mà mỗi tội hơi mất công tập. Và xem đến đây rồi thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ninh nha. Có 3 ứng dụng Ninh hay dùng để chụp đêm và tạo hiệu ứng sẵn cho mình, đó chính là Fujicam, Pinterloop và Dash. Cả 3 đều có thể dùng free nhưng mà nếu mà mua bản full thì chắc chắn là sẽ có nhiều effect cho các bạn hơn. Thử tải về và mày mò nhé. Có một tip nhỏ là đừng quên bật flash khi chụp nha. Ta-da! Hy vọng là những chia sẻ của Ninh và chị Mẩu trong suốt cái clip này đã giúp các bạn có thêm những cái tip chụp ảnh buổi đêm mà bây giờ ra đường buổi đêm thì không sợ là sẽ chụp ảnh xấu hay là ảnh tối hay là ảnh màu nhòe nhòe như nào hết. Còn chị thì thấy sao? Thì sau một tuần mà chị trải nghiệm ấy thì chị thấy là buổi tối mà Huawei chụp vẫn rất là nét, sắc nét và sống động. Thật sự với các bạn luôn là đợt trước thì Ninh hay sử dụng điện thoại khác để chụp ảnh đồ ăn, nhưng mà từ hồi mà sử dụng sang Huawei P30 Pro thì Ninh đã chuyển đây thành cái điện thoại chuyên chụp ảnh rồi. Và chị Mẩu thì kiểu chuẩn mấy chuẩn bị pre-order. Order rồi, hình như được order rồi hay sao Ninh cũng không biết nữa. Có điều kiện các bạn cứ trải nghiệm nhá. Còn bây giờ thì hy vọng là các bạn đã like, share và subscribe kênh YouTube này, cũng như là follow Ninh, follow chị Mẩu. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Bye.